Xin chào cô và các bạn, con tên là Nguyễn Phạm Duy Anh, đến từ thành phố Hồ Chí Minh. Hôm nay con xin thuyết trình dự án và cũng như là trò chơi ném đá. Khi bắt đầu sẽ có người con cầm trên tay một cục đá. Khi chọi trúng quả dưa hấu sẽ từ từ rơi xuống đất và biến mất. Đó là level 1. Sang level 2, rào trắng sẽ di chuyển liên tục và trái dưa hấu cũng vậy. Còn hộp quà thì nếu ném trúng sẽ được một cộng lại một mạng và đổi màu liên tục. Nếu như ném trúng rào trắng thì sẽ bị trừ một mạng. Đây là màn hình thua. Đây là màn hình thắng. Đoạn code mà con thích nhất là đoạn code của mạng khi phong nền chuyển thành lose thì ẩn, khi phong nền chuyển thành nguyên thì ẩn, khi bấm vào lá cờ xanh gặp like thành bốn chuyển sang trang phục bốn mạng hiện liên tục, nếu là bằng không thì ẩn, nếu không thì chuyển sang trang phục like. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe. Rồi, cô cảm ơn bài thuyết trình của Duy Anh nhá. Bài thuyết trình của Duy Anh cũng rất là rõ ràng này, đúng không? Rành mạch này, nói đúng từng cái phần chi tiết một này. Rồi, cô mời các bạn khác nhận xét bài của Duy Anh nhá. Cô mời Huy nào. Dạ con thưa cô là bài của bạn ấy thì cũng không được sáng tạo cho lắm vì nó hơi giống bài, nhưng mà cái điều tốt nhất của bạn đấy là bạn ấy đã có thể làm được cái hộp quà di chuyển và cái dưa hấu hoạt động bình thường ạ. Rồi, còn gì nữa không Huy? Nào, thế thôi ạ. Rồi, con cảm ơn Huy. Nào, cô mời Giá Phúc nào. Bà bảo bà ấy được rồi, cũng sáng tạo ạ. Rồi, sao nữa ạ? Như sáng tạo nhưng mà như cũng không sáng tạo cho lắm. Chị không cả có thấy cũng là cọc thay vì ném chuối thì ném dưa hấu cũng được đúng không? Rồi cô cảm ơn Gia Phúc nha. Nào cô mời Cảnh Vinh nào. Con thích màn hình Win lúc lúc con thích màn hình lúc mà Win ạ. À? Đấy rồi, còn gì nữa không? Còn gì Không nữa ạ. không? À không, con thích cả màu hộp quà. Rồi, câu cảm ơn là nhận xét của các bạn nhé. Thì qua bài này á, thì cô thấy này, thứ nhất là về phần thuyết trình á, là Duy Anh nói cái giọng miền Nam cũng rất là dễ thương đúng không nhỉ? Đấy, bạn cũng đã nói rất là rành rọt này, rồi giới thiệu chi tiết từng cái chức năng một này đúng không, rồi là bạn đã làm được rất là phần phần thuyết trình là ok, ổn, rất là tốt đấy. Còn về phần bài á thì cô thấy cũng làm cũng khá là tốt rồi đấy, ít nhất là
À, cũng lập trình được chưa, quả dưa hấu đúng không? Đấy, khi khi mà ném đá ném trúng á thì dưa hấu sẽ rơi xuống. Rồi là sang phần level 2 á, thì dưa hấu cũng sẽ là di chuyển này. Rồi là hàng rào cũng di chuyển này. Rồi là hộp quà thì có thể là thay đổi màu này. Đấy. Rồi là cái cô thấy cái cây này, cái chú bé này cũng 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 là khá là được. Rồi các bạn lại lấy được cái màng là cái tím nữa, đúng không nhỉ? Đấy. Thì cái phần bài về các cơ bản á là các bạn đều đã làm rất là tốt ở cái bài dự án này. Đấy, và các bạn hiểu rõ được, đã hiểu rõ được từng khối lệnh và các bạn đã làm hoàn thiện này, không khi chạy không có lỗi gì hết, đúng không nhỉ? Đó, rồi làm thay vì á là đưa ra chữ win và chữ loss thì các bạn có thể là đưa ra phông nền. Đó, thì hai cái đó đều được hết. Khi hướng dẫn các bạn làm thì cô nói là hoặc là đưa ra phông nền hoặc là đưa ra nhân vật chữ thì đều rất là ok. Đấy, và các bạn khi mà không biết là phần nhân vật của Duy Anh là có bao nhiêu trang phục nhỉ? Nhân vật ném á, người người á, con người á, hả? Nhà ba. À ba, thì là khi mà cô thấy khi mà ném á, được chưa? Thì nó sẽ ra một cái trang phục khác. Rồi khi mà thua thì ra một trang phục khác. Rồi là khi mà thắng á thì lại ra một trang phục khác, đúng không Duy Anh? Dạ. À thì đấy, đấy là cũng là một trong những phần sáng tạo của các bạn, tức là khi thắng và khi thua thì nhân vật đều thay đổi trang phục để tỏ rõ sự thay đổi của mình. Khi mà thắng á, thì cô thấy nhân vật ra là rất là vui vẻ, đúng không? Còn mà khi thua thì nhân vật có vẻ là buồn buồn, không được vui lắm đó, lại khóc nè. Đây đây có vẻ cũng là sáng tạo rất là tốt của Duy Anh đấy. Chúng ta đang ở cái khóa học nâng cao 2 đây rồi, cho nên cô thấy kỹ năng lập trình của các bạn này rất là tốt này, rồi là khả năng sáng tạo và khả năng phần thuyết trình này, rồi khả năng thiết kế các giao diện nhân vật này. Đấy, thì các bạn đều làm rất là tốt và có khả năng sáng tạo rất là cao đó. Nó tuy là cái mô típ là nó vẫn là giống cái bài mẫu vô hướng dẫn, nhưng mà đa phần các bạn đã thay đổi nhân vật này, thay đổi phông nền này đó, đổi được nhiều trang phục này. Đấy, thế là cô thấy là các bạn làm rất là tốt rồi. Cô cảm ơn là bài thuyết trình của Duy Anh nhé.